Chào các bạn, mình là Jujun, Juji và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Resident Evil 7 và đây là tập thứ 3. Thì tập trước mình đã thoát khỏi cái nhà này và ở tập này mình sẽ tiếp tục đi tìm Mia, vợ của mình ha. Ok, let's go. Các bạn ơi, mình chỉ còn 2 viên shotgun thôi. Đạn súng lục mình cũng hết trơn luôn. Hơi bị căng. Bây giờ phải tìm thêm đồ, thêm đạn này kia. Bên đây nó có một cái cabin. Ở bên đó, bên kia nó có một cái cầu tiêu chớp chớp đèn. Khoan, mình vô đây thử xem. Oh. Đây là cái chỗ. Sao mấy cái lồng chim này nó có súng hay là nó có cái gì á? Từ từ. Coi có gì không? Lại là cái tấm hình. Quá trễ cho tụi tôi. Quá muộn rồi. Cơ thể của tôi cảm thấy rất là kỳ lạ và ngày càng kỳ lạ hơn. Có lẽ sớm thôi tôi sẽ trở thành giống như cha và mẹ. Đây tất cả là lỗi của cô ta. Tôi có nên chạy không? Không, tôi không thể, tôi sẽ chết nếu như cô ta tìm ra. Cái người phụ nữ đó, Mia, cô ta biết một điều gì đó. Tôi sẽ tìm ra được huyết hanh. Mình nghĩ mấy cái tờ note này là do cái con nhỏ, cái người bí ẩn điện cho mình từ đầu game tới giờ. Mình coi trong cái hòm đồ mình xem. Cái cái gì vậy trời? Cái gì đây? Cái gì đây? Có lẽ đây là có lẽ đây là của Shui. Trời ơi, cái gì vậy ba? Tại sao lại lụm cái này lên xem xét là sao? Cái thằng cha này. Mày có vợ rồi nghe chưa? Cái nhỏ Zui nó đang ở trong cái cabin này một khoảng thời gian dài. Ồ. Ui, có điện thoại. Má vừa đi cái có điện thoại luôn. Anh đã làm được. Bây giờ cô muốn tôi làm gì đây? Tôi không thể rời khỏi cái chỗ đó được. Giống như là Mia, tụi tôi cần cái huyết thanh. À, cái hút giải á các bạn. Vậy là nhỏ Zui này nó nói là nó cần cái huyết thanh. Nó với con Mia vợ mình đều cần cái hút giải á các bạn. Cái hút giải cái virus ở trong não á. Và nó nói là có vẻ như là mẹ của nó, cái bà già ác độc á, bà đang giấu một cái gì đó ở trong ngôi nhà cũ. Chắc là cái ngôi nhà đằng này đây nè. Mình cần phải đi vô đó thử. Trời ơi, sao nhìn cái cầu tiêu này xong rồi nhìn cái đầu con mannequin nó làm mình nhớ tới mấy cái video tào lao mấy bữa nay mình coi ở trên YouTube. Mà cái này nó cần cái thẻ mấy bạn ơi. Nó cần hai cái thẻ quét. Ở đây nó phải có cái gì đó chứ ta. Đi vòng. Ok, ở đây nó có cái cửa. Bị khóa rồi. Giờ tôi phải đi tìm đường cái. Khúc bên đây nó có. Ở đây nó có một cái cửa khác nữa nè. À, cái cửa này là cái cửa con Mia vợ mình nó chạy qua nè. À, đây rồi, đây rồi. À, đây là cái chỗ ở trong cái đoạn băng Mia gửi cho mình nè các bạn. Trời ơi, nó treo mấy con búp bê baby. Vô đây. Khoan, ở đây có đồ. Có đạn không làm ơn, cho đạn đi. Toàn là dán á. Kết hợp hai cái này ra cái bịch này kết hợp cái này ra cái lọ này. Ok, hiểu rồi. Mình đã hiểu cái cơ chế. Wait, what? Sao nó có cái con này khổng lồ vậy? Trời ơi, mấy cái con. À đù. Mấy con bọ trong này bự quá mấy ba. Má. Không được. Không chơi với tụi này tốn đạn lắm. Tốn đạn lắm mà. Xong đây mấy con bọ này ăn gì mà bự chà bá à trời.
Để coi bên đây. Ôi ơi, ôi 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 ôi. Trời ơi, ngu quá, nguyên một ổ ong của tụi nó. Hình như con đó là con ong các bạn ạ. Ong khổng lồ. Ao! Bà ta ở trên, đừng đi lên. À đây. Ở cái chỗ ở cái chỗ chiếu đồ nè, mà nó hiếu cái hình con nhện này. Một cái tượng con nhện đâu ta? Cái này là cái gì? Cái này kết hợp với cái đồ đốt này được không? Không được. Ok, qua bên đây thử. Bên đây nó có cái ba lô của ai đây? À, đây rồi. À, cái ba lô này nó cho mình thêm chỗ để đồ nè các bạn. Bớt hạn hẹp rồi đó. Mình sao cái? Ưa. À, bắn một phát là nó sẽ bay đi chỗ khác nè. Rồi bay đi bớt. Gắn cái gì vô đây đây? Như có một cái cục gì đó thiếu thiếu à. Phía bên đây nó có cái đường đi qua bên kia. Đợi một xíu. Má, nguyên một cái tổ ong trình hình. Ok. Ok. Để yên cho tao đi. Để yên cho tao đi nha. Má, mấy quỷ ong hành tinh nè. Ồ, có cái gì đây? À đấy, tìm được một cái binh nờ nè. Cái này kết hợp lại đúng không? Oh shit. Cái gì ấy? Wow. Đóng cửa lại coi. Để mình ngâm cứu cái đồ mình mới tìm được coi. Đây. À, cái đồ đốt các bạn à. Cái đồ đốt. À. Đây. Chắc là cái đồ đốt tổ ong ấy. Có cái đồ đốt này mình có thể đốt mấy cái tổ ong này để mình vô cái phòng này. Đốt chết cái tổ ong nó đi. Vẫn còn đông quá ta. Rồi, mẹ tụi bay nha. Ồ, có cái gì đây? Đây rồi. Ồ ồ ồ ồ ồ. À, nó có một cái hầm. À, hồi nãy không thấy các bạn. Nó có một cái hầm ở đây. Khoan để mình kết hợp cái này. Đây, có thêm 10 cái viên viên đạn nữa. Ok, xuống đây xem. À, đây cái đầu. Đây rồi. Oh. Ethan. Nào. Đây có phải là vợ tôi không hay là quỷ đây? Đừng có lừa tao nữa nha. No more bullshit, Mia. Ngưng sầm liền đi. Bây giờ hãy nói cho anh biết sự thật. Em luôn luôn muốn nói cho anh biết nhưng mà bây giờ em nhớ rất là ít. Ôi, cái thằng đó. Mình nhớ không lầm thì cái thằng đó tên là Lucas. Cái thằng bị chặt đứt cái tay ở tập đầu. Vì là có hai chị em à. Thằng đó nó cũng hóa điên rồi. Chưa kịp nói lời nào xong vợ mình bị bắt. Bây giờ mình tìm được cái đầu con nhện này. Chắc là mình phải đi lên phía trên lại. Để mình gắn cái đầu con nhện vô cái bể kia. Ow, tôi biết. Trời ơi. Ow, nó không cho mình qua các bạn à. Wow. Nguyên một cái cửa đầy ong à.
bà không cho mình đi qua cái đường đó rồi. Úi, ông không vậy? À, nguyên một cái tổ ong bự ở đây. À, rồi xong, tôi hết đạn lửa luôn rồi đấy. Chạy nhanh còn kịp. Cái gì đây? À, cái tờ hướng dẫn cái súng lửa ấy. Mình tìm được cái súng lửa luôn rồi, mình mới tìm được cái tờ đó. Vãi thiệt. À, mấy ông khó chịu quá. Chạy nhanh còn kịp ạ. Man. Fuck. Hết hồn. Ok. Gắn cái này vô lẹ. Ok. Để hy đại vô thôi. Rồi. Đi vô trong đó. Cái đường này y chang cái đường lần trước con Mia nó đi. Eo, sao chiến này nó có mấy con gít nữa. Au. Quá tôi sợ mấy con gít lắm luôn ấy. Trời má, nhìn nổi da gà thiệt. Ghê. Ok. Giờ mình ăn cái thảo dược này đi. Rồi đây. Máu của mình ổn định rồi. Có một cái lầu ở trên kia. Cửa này chắc bị khóa. Cái gì đây? Zoe, mày đang cố gắng trốn ở trên tầng 2 tiếp tục sao? Mày nghĩ là tao không biết á? Với tất cả những chuyện gì đã xảy ra với Evelyn thì mày đang cố gắng nói về một cái phương thuốc kỳ lạ. Mày nên cẩn thận với cái ngón tay của mày ấy. Mày nghĩ rằng cha của mày và tao là đồ điên sao? Mày bớt mắc dại đi. Tao ước mày chưa bao giờ được sinh ra. Nếu như mày dám đụng vào cái những cái món đồ của tao thì tao sẽ cắt vú mày. Hâm dọa đứa con gái à. À, cắt vú luôn chứ mới ghê. Cắt vú thành vú lõm luôn à. Mình kết hợp được một cái hùng bơm mình nè. Cái hùng lửa, hùng xăng. Ok. Bà đừng đi theo tôi qua đây nha. Bà già chết tiệt. Đây là cái chỗ Mia nó đi nè. Xuống đây. Khúc này là con Mia nó bị bà già bắt lại nè. Hy vọng là mình không bị. Ngay khúc này nó có đồ không ta? Xài thử. Ok, có đồ. Đây rồi. À, mình tìm được cái bánh răng. À, cái đồ xoay. Bây giờ mình phải làm chống cái tủ đồ mình cái. Mình làm thêm đạn lửa đi ha. Rồi đây. Lấy được cái răng rồi. Bây giờ phải quay trở lên nữa nè. Nghi quá. Ông mắc dại quá. Mày. Má quỷ mắc dại ghê. Không thấy bà già phải đi theo mình nhờ. À, phải đi qua cái chỗ kinh tởm này lại nữa. Ôi ôi, da gà tôi nó nổi quá trời rồi nè. Đi qua đây. Ông này hai cho tao đi. À, bà già bà đang ở bên đó. Ok.
không nhờ? Bà lão bị kẹt rồi mọi người à. Cứu bà lão đi. Cứu bà lão đi, bà lão bị kẹt rồi. Bà bị kẹt ngay cái khúc đó. Bà đang bị ông tấn công. Ngu quá vậy. Nội này ngu dữ trời. Mày sao? Ây da. Mình chạy qua đây luôn ha. Qua đây luôn đi, qua đây luôn. Sao cái này cay dữ trời. Những mấy con ong này nó sao phải. Rồi đấy, hết rồi đấy. Gắn vô trời ơi, mấy con ong này phiền vãi. Let's go. Đây. Bơm máu xíu. May đấy, nhặt được một bình máu. Trong đây có gì? Một bình xăng. Trời ơi, các bạn nhìn cái tay tôi bị cắn đầy tay hết ạ. À đây rồi, tìm được. À, cái chìa khóa con quả. Rồi đây rồi. Lấy được cái đồng coin. Bà già đâu? Bà già còn đây không? Ây da. Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Qua đây xiết lên. Ây da. Qua đây nhanh lên. Chết mẹ ơi. Không được, không được. Ôi ôi ôi, no 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 no. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Ok. Không hiểu sao phải cứ chui đi chui lại cái hẻm hay ghê này hoài ấy. Đi qua bên đây, mở cái cửa này trước đi. Oh! Quên! Hồi xong tôi rồi ạ. Ow! Ow! Má bà già này, chết tiệt thiệt. Ow! Tôi bị rơi xuống đây rồi. Bà già ngu này. Lên solo với bà nè. À! Trời ơi. À! Trời ơi. Bắn bể cái đèn của bà mới được. Ây da. Máu. Bà nội này máu nhiều hết nhờ. Ok, trời ơi, hồi nãy tôi bị phản ứng hơi chậm các bạn ạ. Đáng ra phải bắn bả. Làm hại mình bị ong cắn quá trời luôn. Bà này biến hái cũng phải level mát ấy. Xong cái hộp này có gì? Uầy, cái xác của đứa nhỏ à. Ồ, có cái gì đây? Thuốc à? Có vẻ đây là cái phương pháp chế biến thuốc của con Zui hết ta. Hình như là lấy huyết thanh từ cái đứa nhỏ này hay sao? Cái cánh tay của nó còn hiếu cái cánh tay hả? Phải tìm được cái cánh tay của cái đứa này nó nằm ở đâu nhỉ? Ồ, có điện thoại. Con đã tìm được thuốc chưa? Mẹ, tôi mới chiến đấu với bà mẹ của cô á. Tôi tìm được một xíu thông tin rồi.
D-series. Cần phải có cái cánh tay gì đó. Một cái đầu và một cái tay. Tôi không biết gì về cánh tay. Con Zui này nó đang núp ở đâu mà tới giờ mình vẫn chưa gặp nó nhỉ? Phải đi tìm, bây giờ mình phải đi check cái lầu 2 này cái. Để một cái gì đó vô đây thì hay là phải tìm thêm một cái đèn nữa đặng để vô nó mới cân bằng ta. Tìm thêm một cái đèn giống vậy nữa. Ở đây nó có cái đèn đó không? Cái đèn đó nhớ bà già bà cầm ấy. Hay phải đảo ra. Oh my god. À đây. Phải đi xuống đây. Wow. Bà lấy cái đèn đi rồi. Mình phải đi xuống mình lấy cái đèn của bà. Ở trong nhà biết bao nhiêu đồ. Ôi. Ôi. Bà là con nhện các bạn à. Hú gì đây. Trời ơi. Chuyện lạ thiệt, ở trong nhà biết bao nhiêu đồ mà không lấy để cân bằng cái cân. Mà bắt buộc phải lấy cái đèn của bà nội này mới được. Mà nhờ đó thì tôi đã biết được sự thật là bà già này bà là con nhện. Con nhện tinh các bạn. Hồi nãy biết gì giật cái đèn của bà sớm hơn rồi. Ra lại đúng không? Ôi, đây là cái khu nào nữa đây? À, cái này là cái khu phía ngoài. Phía ngoài của cái nhà. Cửa bên này khóa. Chắc là phải lên đây. Ồ, mình tìm được một cái tấm hình gì đây. Hãy tìm ra nếu như mày có thể. Ai đó đã giấu một cái gì đó ở trong bồn cầu. My god, đây là cái chỗ khác nữa. Đốt mấy quỷ này hết đi. Lấy đạn nè. Nhưng mà mình đầy đồ quá rồi. Bỏ cái này. Đạn xích ginh. Cái bức hình này mình xem đi rồi mình bỏ luôn. Rồi, lấy cái này. Ok. À, một cái cửa đầy nhện nữa. Đốt hết. Chắc là mình phải lên lầu thôi. Lên đây. Wow. What? What? Chết. Oh my god. Con quỷ nhện này. Cũng được đấy. À, chum khe này cũng được đấy. Ổn lòi. Ngon. Ôi. Ôi tiếng gì? Ôi ôi ôi. Con quỷ này. Con nhện tinh các bạn ạ. Ghê quá vậy. Rồi 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 rồi. Đâu rồi đâu rồi. Đạn shotgun đây rồi.
ghê. Ây da. Man. Ok. Chết rồi đúng không? Ow. Just fucking stay dead, okay? Quá dai thật sự. Trời ơi, bà giấu cái đèn ở trong cái bụng bà. May là nó chết rồi đấy. Cuộc rượt đuổi này quá mệt mỏi rồi. Hết đạn, hết máu. Hầu như mỗi lần mà tôi đánh boss tôi đều nát bét hết. Không còn cái gì hết. À, sợ. Rồi bây giờ mình đi lên lại. Ồ. Ngoan cái gì đây? Cái này là cái gì vậy? Chảy xuống hay ghê quá vậy? À, chắc là cái cửa để mình đi ra. Ok, đi ra đây thôi. À. Đi vô bằng cái cửa ở trên kia rồi đi ra bằng cái cửa phía bên này. Rồi. Bây giờ trở ngược lại. À đây, đi xuống đây. Má, con nhện đó làm tôi muốn ói thật sự. Má, nó làm cái mang ở dưới cái đít thấy ghê, muốn chết luôn. Y chang như là kiểu y như là phụ nữ có bầu vậy đó các bạn, thấy ghê. Ok, bây giờ mình đi lên lại. Má, tôi muốn ói dữ lắm rồi đấy. Thật sự là game kinh dị không phải là bị hù nhiều mà sợ, mà là mắc ói nhiều, cảm thấy ghê. Qua đây. Ồ, nó có tiếng nhạc luôn chứ. Ai mới đánh đàn trong đây đúng không? Mới nghe tiếng đàn ấy. Để cái đèn lên đây. Má, mình bấm nhầm nút hoài. Ok. À, cá sấu làm giật mình má. Sao trong đây tối quá vậy? Chả có gì. Ôi. Tiếng gì vậy? Đây là phòng của con nít à? Wow. Ai quăng chiếc banh đây? My family. Evelyn. Ủa, còn một đứa nhóc tên là Evelyn nữa hả? Ai đấy? Đứa nào mới quăng chiếc banh? My God. Kinh vậy. Nó vẽ cái gì nè? Cái này giống như là một cái con huyền bị đấm đúng không? Con gấu. Bên kia nó có. Trong cái phòng này sao nó bị cái gì đây? Ew. Oh. Wow. Kì đây. Something wrong with her. Có cái gì đó sai sai với cô ta. Nhỏ con bé gái này hả? Ôi ơi, sao có một cái ghế ở trong... What? Stay away. Cút đi. Nó kêu mình cút đi, vậy thì mình có nên đi tiếp không?
Stay away. Nó đã cảnh báo mình rồi đấy. Nó đã cảnh báo mình là đừng có lại gần rồi đấy. Mà mình vẫn lì. Ôi trời ơi. Nào, bình tĩnh. Chú vô đây chơi đá banh với con nha. Ồ, ở đây là một cái căn phòng riêng biệt của nó chắc luôn. Cái giường này của nó. Má ghê quá ta. Cái nhà. Gì đây? Cái gì được đánh dấu ở trong cái tờ giấy này đây? Có vẻ là cái giường của nó. Cái tường này đúng không? Có cái gì đó ở trên cái tường này, đúng không? À, đây 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 đây, đây rồi. Cái mặt thất của nó các bạn à. Holy shit. À đây, tìm được cái cánh tay của nó rồi nè. Má, con này là cái con... Nhỏ này là ai đây? Bị đem đi hiến tế hay sao? Nó còn sống hay chứ? Ok, tao đoán là cái này. Đây, đây là cái thành phần của cái hút D002. Không bắn được à? Không bắn được luôn. À, con nhỏ con gái này nó còn sống các bạn à, còn cái thằng bị bắt ở trong đó là khác nữa. Mà xong. Đi 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 đi. Đi. À! Má ổn thật sự à. Má tao ổn lắm rồi. Chết tôi. Mẹ bé gái Evelyn ơi. Cháu là ai trong cái nhà này? Còn nữa không? Chắc là còn. Còn mấy cái con súc vật đó chắc là còn đấy. Đấy, thấy chưa? Ở đâu có bùn là ở đó có tụi nó. Đi ra là ẹ. Đi 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 ra đi ra đi ra đi ra. Ui còn à, có một cái con này nữa. Ok. Bây giờ có cái tai rồi, hiếu cái kim tim nữa. Ốp. À, nghe điện thoại tiếp. Anh đã tìm ra chưa? Tôi tìm ra rồi. Đó là một cái phần để tạo nên hút giải hả? Đúng rồi, tụi tôi sẽ chế ra nó. Bây giờ chúng ta hãy ra khỏi đây cùng nhau. Tôi đợi anh ở ngoài cái the trailer. Rồi, đi ra khỏi đây thôi. Thử xem đi ra ngoài đây con Mia với lại nhỏ kia có đón mình không? Chắc tôi nghi chưa đâu. Game còn dài lắm mọi người à. Chưa đâu. Ồ. Mình vẫn thắc mắc là cái cửa chớp chớp đèn bên đó là cái gì? Hình như vẫn còn một cái khu nhà ở trong cái cửa chớp chớp đó. Khoan để mình vô đây mình sao cái. Lại có điện thoại à. Now where the hell are you? You know,
Never mind. Còn bây giờ cô đáng đau đấy. Tụi tôi cần cái đầu. Ủa cái gì đấy? Cô ta và Mia đang ở đây với tao. Tụi tao đang hợp tác với nhau. Cái treo gì vậy? Má cái thằng quỷ kia nó bắt hai đứa này rồi các bạn à. Đây chỉ là chuyện gia đình thôi Ethan, mày hiểu không? Bây giờ nếu mày muốn có cái đầu thì hãy tới đây tao sẽ đưa cho mày. Ok. Mày đang rủ tao solo với mày ha. Đừng có lo. Sẽ không có làm cái gì quá đâu. Đầu tiên mày cần phải lấy cái này, đi vào bên trong cái The Trailer. Má, nó kêu mình đi ngược trái vô lại á các bạn. Man. Nó kêu mình look in the tủ lạnh nè. À, cái đầu của... À đây rồi. Con lợn đang đợi mày ở trong cái phòng phòng giải phẫu à. Fuck you bitch. Đây không phải là cái đầu kia. Cái đầu mình cần tìm á là nó đang giữ. Còn cái này là cái đầu gì á không biết nữa. Thôi đóng tủ lại đi. Mình vẫn thắc mắc là mấy cái này sao. Làm sao để mở ra được mấy cái cây súng này. Cái thằng Lucas này thiệt tình. Nó bắt con Mia với lại con Zui rồi. Bây giờ mình phải... mình nghĩ là mình phải đảo vô trong... phải đảo trở ngược vô trong cái nhà này. Mình đi kiếm hai đứa nó. Sẵn mình kiếm cái đầu luôn. Sao mà gian nan thế nhờ. Rồi ok, mình nghĩ là mình sẽ chơi tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau ha. Nếu các bạn thấy video này hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ quay trở lại vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye.